Ngày 25 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ quan trọng dẫn đường vận chuyển trái tim hiến tặng, lộ trình đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất về bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Quãng đường từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tuy không quá dài nhưng nhiều khó khăn, đặc biệt là về giao thông trong giờ cao điểm, chưa kể thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, Đoàn xe chở trái tim đã vượt qua mọi trở ngại trong thời gian ngắn nhất có thể. Trái tim đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để thực hiện ca ghép cứu người. Trước khi hành trình diễn ra, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Đại học Y Dược Thâm đã có sự bàn bạc chi tiết về thời gian, lộ trình và phương án di chuyển. Dưới sự chỉ đạo của ban chỉ huy phòng cảnh sát giao thông P08, công an thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có mặt tại mọi ngã tư trên lộ trình, đảm bảo mọi tín hiệu giao thông đều bật đèn xanh, giúp đoàn xe di chuyển liên tục mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đoàn gồm hàng chục mô tô chuyên dụng, gần 50 cán bộ chiến sĩ của 4 đội nghiệp vụ. Cùng với đó là đội ngũ hỗ trợ từ bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh gồm hai xe cấp cứu, hai xe hành chính. Ekip y bác sĩ và nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh vì sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả trong nhiệm vụ này. Trước đó, sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh Anderson, Tâm, 32 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, anh Tân được chẩn đoán chết não khó khăn và đau đớn, nhưng gia đình anh Tê đã quyết định hiến tạng của anh để cứu người. Trái tim của anh được ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh. Gan của anh mang lại sự sống mới cho một người bệnh nặng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Hai quả thận của anh được ghép tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và rác mạc của anh sẽ mang lại ánh sáng cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội tám